Hi, chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cây hồng đa lâu Elygma. Mình thì tiếng Anh hơi dốt nên là mình đọc theo kiểu Việt hóa. Nhưng mà cây hồng này thì rất rất là đẹp nha các bạn nha. Một cây hồng đáng trồng ở trong vườn, nhất là đối với những bạn yêu màu trắng như mình. Thích những kiểu cánh đơn mỏng manh thì cây này là một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Dễ trồng, dễ chăm. Cây này gần như các bạn không cần phải phun thuốc sâu. Nếu mà trồng xuống đất thì bón phân cũng thuộc diện vô cùng hạn chế ấy. Vì ở trong bầu lầy các bạn này, bầu lầy của mình thì mình rất là bận, nên là thường mình sẽ bỏ bê chúng nó. Khoảng 1 tháng mới bón phân một lần thôi các bạn ạ. Và cây nó vẫn rất là sai hoa. Cây này mà trồng ra đất ấy, nếu mà không chăm cắt tỉa thì trong vòng 1 năm nó có thể leo cao khoảng 4 mét. 1 năm thôi nhé. Nhưng mà khả năng của cây hồng này là vô cùng đa năng. Trồng bầu to được. Để cho nó leo dàn được các bạn ạ. Leo cặp vách tường này. Cặp vách tường cũng được này. Không, nó nở hoa liên tục ấy. Cây ngỗng tuyết cũng không ăn lại được nó đâu các bạn ạ. Vì ngỗng tuyết nó nở hoa tương đối theo đợt. Còn cây này thì gần như lúc nào nó cũng có hoa hết. Không hôm nào nó ngừng nghỉ cả. Cánh hoa tuy rằng là nhìn rất là mỏng manh này, dạng cánh bán kép, khá là giống ngỗng tuyết. Nhưng mà khi gặp mưa thì nó cũng không bị rũ rượi lắm đâu. Đây, cái này là điển hình mới trải qua trận mưa đêm qua này, mưa gió mùa đông bắc về. Các bạn thấy vẫn còn rất nhiều hoa không ạ? Đây, cánh những của những bông già nó rụng xuống này. Đây, chùm sự sai hoa nhá, cho các bạn xem này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Mấy trăm bông hoa. Cái chùm này thì không đến mấy trăm nhưng mà cũng phải vài chục. Nhưng mà những cái chùm to đấy, mầm gốc cái này là mầm gốc vì đói ăn nên nó có hoa luôn này các bạn này. Nếu như mà tốt đẹp mà mình cho nó ăn uống đủ thì cái mầm này nó sẽ vượt qua cái mầm này, qua cái mầm cũ này, và hoa nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà đây riêng cả tháng trời không mưa và mình thi thoảng mới có thể tưới cho nó thôi. Nên là mình quay review cho các bạn này. Cây hồng này là thuộc diện đói ăn nhá. Đói ăn nó đã đẹp như thế này rồi các bạn ạ. Còn nếu mà được ăn uống đầy đủ thì dĩ nhiên là rất là tốt đẹp rồi. Thế nên là mình giới thiệu cây này vì nó là một cây đáng trồng. Nó và cây Nida là hai cây mình thích nhất trong dòng cánh đơn này. Vì màu sắc nó nhã nhặn. Nhất là cây này lại là tông màu trắng mình thích nữa. Còn có mùi thơm. Nhấn mạnh là có mùi thơm nhá. Dễ trồng. Hoa liên tục. Đấy là những cái ưu điểm mà không thể bỏ qua được. Chưa kể đến cái ưu điểm là nó đa năng nữa. Vừa nãy nói leo cặp vách tường. Leo trụ được. Leo dàn pergola được. Tức là dàn rộng ở trên mái đấy các bạn ạ. Nó có khả năng leo dài như tầm xuân luôn. Thuộc dòng Jambolingo. Ro. Này. Đã rớt tiếng Anh lại còn đọc nơn nớ. Đây. Làm đi. Nên các bạn có thể cho nó leo thoải mái. Cây này có thể leo 6-7 mét được. Thậm chí này cái cành này. Bạn nhìn thấy cái cành dài không? Mình có thể chiết nó thành một cái cành chi được. Vì nó có khả năng ra hoa ở những cái cành rất là ngắn này các bạn này. Nó chỉ ngắn thế này thôi. Nên là khi làm chi thực ra làm tán nó rất là dày và đẹp. Mình thì biết là nhiều bạn không thích màu trắng nhưng mà mình thì thích màu trắng. Đây. Để mình tạm dừng mình đi ra góc có cây nhỏ nhá. Đây. Góc có cây nhỏ đây các bạn ơi. Đây các bạn nhìn này. Đây là mình mới vặt hết lũ đi các bạn. Vặt hết để cho nó lở đồng loạt để mình bán cây này này các bạn này. Chứ nếu để không thì nó cũng sẽ lở đây này. Đây là những cái mình sót này, mình không vặt này. Đây, nhìn này, mình sót mình không vặt này. Đây, cái khả năng cái cây nhỏ như thế này này, làm chậu như kiểu tỉ muội ấy, cũng rất là đẹp. Chiều cao dưới 50 cm. Không, nó không ảnh hưởng gì đến sự ra hoa cả, nó vẫn ra hoa rất là đều đặn và đẹp. Các bạn nhìn thấy không ạ? Còn bé hơn cả cây mãn đình hồng nữa. Mà mãn đình hồng của mình chưa phải là mãn đình hồng to đâu, mới là cây trung thôi. Đằng kia có một bông valet song kìa, bài hát chùm nho kìa.
Đấy. Đây ở đây mình cũng có vài cây thôi này. Rất là đẹp. Bạn nhìn thấy không? Khi mà mình trồng chậu bé thì chùm hoa nó không được sai lắm, nhưng mà nó cũng rơi vào cỡ đâu đó khoảng 30 nụ. Đây. Bạn thấy không? Nụ rất là nhiều. Này là chưa chiên lụ. Mới bắt đầu ấy thôi. Ồ, mình lại nói lan man rồi. Thôi chào các bạn nha.